Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em làm một cái ống xả dành cho bể bạt, ống xả nước ấy. Giữ nước làm thế nào để giữ nước mà không bị những cái con ốc ếch cá trôi thẳng ra ngoài cống nhé. Đây là một cái sản phẩm thì bên em đã làm xong thành công. Sản phẩm này thì rất là nhiều người không biết làm mà cũng chẳng có những cái dụng cụ để làm. Đôi khi nếu mà muốn làm xong một sản phẩm thì mình sẽ phải mua những dụng cụ để mình làm, chắc nó phải rơi hết tiền triệu. Nhưng bên em đồ nghề có sẵn thì em hôm nay em chế ra một cái ống nước xả dành cho bể bạt này, dành cho những cái mương rãnh cống và những cái bể xi măng, hoặc là những cái bể nào mà khách hàng đang chuẩn bị xây bể xi măng, hoặc là làm những cái con mương mà chuyên chăn nuôi cá rô đồng và những cái cua ốc ếch, cần những cái ống xả như này. Thì bây giờ em có cái vòng tròn như này nhé, thì các bác lấy cái ống kia, các bác đặt lên bạt thì các bác vẽ cho em một cái đường tròn như thế, các bác cắt nó ra như này cho em này. Đấy, cắt làm sao để cho cái đường dấu cộng nó chỉ bằng một nửa của cái vùng tròn thôi nhé. Đấy, các bác cắt này, cắt vừa phải thôi nhé, nếu mà cắt rộng quá thì nó không được tốt. Đây, em sẽ nhắc cái ống hút vào để cho có hình tròn để em cắm vào này. Đấy, các bạn nhìn xem em cắm vào như này thì không bao giờ nước nó sẽ bị thất thoát được đi. Đấy là cái ống ở bên ngoài nhé, ống này là ống giữ được những con cá ở bên trong. Và đây em sẽ lấy một cái ống bên trong, em sẽ nhét vào để chặn đường nước không cho chảy ra. Đấy, xong, rất là đơn giản. Bạn nào mà đang cần những cái ống như này thì liên hệ với cả số điện thoại mình đang in trên màn hình. Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé.